Bữa nay là mùng 9 đẹp ngày này nha. Giao em 7 áo da em 60 này về huyện Tân Biên Tây Ninh nha. Hẹn cọp cho bà con ơi. Gin 3 nút. Tình trạng động cơ bơm số gin. Xe này thì anh trai kêu là bảo dưỡng lại cho ảnh. Mấy cái tại vì chiếc này là làm ít lắm cho nên là bảo dưỡng là dàn chân này, dàn thùng với con tải hàm, nói chung là cho vô thùng vô hàm chạy máy thôi, hộp số với lại bơm mà không mở nha, để nguyên bản nguyên si của em nó luôn, giờ cho lên máy luôn bà con ơi. Mua vọng xe này còn liền lắm anh em. Anh trai coi ngày mùng 9 nhận máy nha. Rồi chúc anh trai về dùng bình xài tốt nha anh ơi. Rồi ok, lên xe thành công rồi đó. Cảm ơn anh trai Tân Ninh ủng hộ em nha. Bà con nhà mình chọn xe gì liên hệ với máy 50 đi, cảm ơn em rất nhiều.